Đi tham dự thánh lễ, xin mời cộng đoàn lên phía trên. Ở trên rất còn nhiều, rất nhiều ghế ạ. Hãy ăn năn tội lỗi và năn nỉ Chúa mừng con. Và mẹ sẽ không bao giờ quên con cái, nhất là trong giây phút lâm chung. Chúng con xin kính nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta cùng quy tụ nơi đây để mừng lễ Thánh Giuse Thợ, bảo trợ giáo xứ chúng ta. Ngài là một con người âm thầm lặng lẽ trong công việc cũng như trong đời sống, một người luôn che chở gia đình và giáo dục con cái. Ngài sống một cuộc đời thầm lặng để có thể dễ dàng lắng nghe tiếng Chúa. Sau khi đã lãnh nhận ra thánh ý Thiên Chúa, Ngài tìm cách thực thi qua việc phục vụ hạnh phúc gia đình thánh gia, nuôi dưỡng và nâng đỡ để Chúa Giêsu hoàn tất được ý định của Chúa Cha nơi trần gian. Nhờ việc sống kết hiệp với Thiên Chúa, Thánh Giuse đã hiểu được sứ vụ của mình nơi trần gian. Ngài đã nhận được một trọng trách vô cùng lớn lao, đại diện cả vũ trụ, cả nhân loại để đón Đức Maria, đón Chúa Giêsu về nhà mình, đón các ngài vào cuộc đời mình để xây dựng hạnh phúc gia đình nơi trần gian và hướng tới hạnh phúc thiên đàng. Trong dịp lễ năm nay, giáo xứ chúng ta cũng vui mừng chào đón tất cả quý khách về với gia đình giáo xứ Ngô Khê, đón tất cả những người con thân yêu của giáo xứ về với ngôi nhà của tổ tiên, về nơi chôn nhau cắt rốn của mình, để nơi đó chúng ta được sống lại những ký ức đẹp về một mái nhà, về một tuổi thơ đầy ý nghĩa, chan chứa tình người và thấm đượm đức tin. Ngôi nhà giáo xứ Ngô Khê luôn mở rộng để đón tất cả quý khách, quý đồng hương miền Nam và hải ngoại. Thánh Giuse đã đón Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu về nhà mình. Hôm nay, giáo xứ Ngô Khê cũng đón tất cả mọi người như chính Đức Maria và Chúa Giêsu vào ngôi nhà giáo xứ Ngô Khê thân yêu này. Mừng lễ Thánh Giuse Thợ hôm nay, chúng ta cùng hiệp thông với Mẹ Giáo Hội ca tụng những kỳ công của Chúa khi Người ban cho nhân loại một kiệt tác vô cùng quý giá. Đồng thời, chúng ta cũng xin Chúa đổ tràn hồng ân xuống trên tất cả mọi người trong giáo xứ đang lam lũ vất vả với đời sống. Và đặc biệt, chúng ta cầu xin Chúa ban mọi ơn lành, hạnh phúc dồi dào, sức khỏe trên quý vị gia trưởng, để quý vị luôn hăng say phục vụ nhà Chúa mỗi ngày một tốt hơn, luôn sống theo gương Thánh Giuse. Xin cho mỗi người luôn biết sống đơn sơ, khiêm nhường, chăm chỉ làm việc, yêu mến việc suy ngẫm và thực hành lời Chúa. Nhờ đó, chúng ta được sống an vui như thánh gia xưa. Trong tâm tình đó, mời cộng đoàn chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa hy lễ tạ ơn, chúc tụng, tôn vinh Thiên Chúa trong thánh lễ quan thầy Giuse hôm nay. Thank you.
con xin kính mời Đức Cha, Quý Cha và Cộng đoàn an tọa. Kính thưa Cộng đoàn, đến tham dự thánh lễ quan thầy hôm nay, chúng con xin được giới thiệu có dự sự hiện diện của Đức Cha Phó Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Linh. Xin Cộng đoàn nổ một tràng pháo tay thật giòn giã để chào đón Đức Cha. Hiệp dâng thánh lễ hôm nay còn có sự hiện diện của quý cha khách trong và ngoài giáo phận, quý cha quê hương từ hai miền Nam Bắc, cha chính xứ Đa Minh, quý thầy phó tế, quý nam nữ tu sĩ, quý bà con đồng hương Ngô Khê, quý khách xa gần và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Ngô Khê. Chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón nhau ạ. Vâng, con xin kính mời cộng đoàn đứng để bước vào thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa cha xứ Ngô Khê, kính thưa quý cha đồng tế, cách đặc biệt kính thưa quý cha quê hương Ngô Khê từ khắp nơi về tham dự những ngày gặp mặt của dân xứ Ngô Khê hôm nay. Kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý thầy phó tế,
Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, Cộng đoàn Dân Chúa Ngô Khê, và nhất là kính thưa tất cả quý khách và quý ông bà, anh chị em quê hương Ngô Khê từ khắp các nẻo đường của quê hương Việt Nam về đây để chung chia niềm vui với dân họ Ngô Khê trong những ngày gặp gỡ đồng hương này. Hôm nay sau vài ngày chúng ta gặp gỡ nhau ở đây để hun đúc tinh thần quê hương Ngô Khê, chúng ta chuyện trò, chúng ta nhắc lại những kỷ niệm, những vui buồn trong cuộc sống quê hương Ngô Khê và chia sẻ cho nhau những tâm tình sống đức tin trong cuộc sống hàng ngày của mình nơi môi trường mình đang sống và phục vụ. Thật là đẹp chúng ta kết thúc những ngày gặp gỡ này với thánh lễ tạ ơn hôm nay. Để rồi khi chúng ta nhìn ngắm Thánh Giuse trong tư cách là một người lao động âm thầm, khiêm tốn nhưng đong đầy tình yêu, chúng ta qua khuôn mặt của Thánh Giuse thợ âm thầm, khiêm tốn nhưng đong đầy tình yêu ấy, nhắc nhớ chúng ta đến những bậc tiền bối đã hình thành nên giáo xứ Ngô Khê này, cụ tổ và tất cả các vị khác đã dày công để sống đức tin của mình trên mảnh đất này và truyền lại cho con cháu đức tin quý báu như là một gia sản mà không gì có thể thay thế được, và từ đó hình thành nên khuôn mặt của giáo xứ Ngô Khê hôm nay. Chúng ta tạ ơn Chúa vì những bậc tiền bối đi trước chúng ta đã anh dũng sống đức tin và truyền lại lửa, ngọn lửa sống đức tin ấy cho chúng ta hôm nay. Chúng ta cầu nguyện cho các đấng bậc phát xuất từ Ngô Khê đi trước chúng ta đã về với Chúa. Chúng ta xin các ngài truyền cầu cùng Chúa cho chúng ta sống đức tin và làm chứng cho Chúa trên mảnh đất của Ngô Khê thân yêu này. Chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả các cha phát xuất từ Ngô Khê đang làm việc và phục vụ trên khắp các nẻo đường của đất nước Giáo hội Việt Nam. Chúng ta tạ ơn Chúa vì biết bao nhiêu ơn gọi đã phát xuất từ giáo xứ này. Như các cha vừa chia sẻ trước khi bước vào thánh lễ, đã có 36 linh mục phát xuất từ dân họ Ngô Khê. Biết trong địa phận Bắc Ninh có cái xứ nào mà có đông linh mục quê hương như thế không? Chưa kể các sơ đang có mặt ở đây và nhiều sơ khác cũng phát xuất từ Ngô Khê. Đấy là một niềm vui và một niềm đáng cho mỗi người chúng ta hôm nay tự hào trước mặt Chúa và hãnh diện trước mặt mọi người. Chúng ta tạ ơn Chúa vì tất cả là hồng ân. Rồi cha niên trưởng của quê hương Ngô Khê cũng vừa chia sẻ Ngô Khê cho đến bây giờ gần như là đã có 6 gia đình có 2 người con đi tu làm linh mục, và chắc chắn những truyền thống tốt đẹp ấy trong tương lai với ơn thánh của Chúa và với sự quảng đại của mỗi người chúng ta, mỗi gia đình quê hương Ngô Khê, chắc chắn những truyền thống tốt đẹp ấy mỗi ngày một phát triển hơn nữa, mỗi ngày một rõ nét hơn nữa trên mảnh đất Ngô Khê thân yêu của chúng ta. Với tất cả những tâm tình ấy, giờ đây chúng ta cùng với các cha đang hiện diện trong thánh lễ để dâng lời tạ ơn Chúa. Xin Chúa chúc lành cho quê hương Ngô Khê, xin Chúa chúc lành cho mỗi người dân Ngô Khê, những người quê hương gốc Ngô Khê. Để rồi dù chúng ta trên mảnh đất Ngô Khê này hay chúng ta đang rong đuổi trên khắp các nẻo đường của Việt Nam hay nước ngoài, chúng ta vẫn giữ mãi bản sắc của người Ngô Khê tốt lành, hiền hậu, nhiệt thành và sống đức tin một cách can trường trong môi trường sống của mình. Chúng ta hướng lòng về Thánh Giuse như một mẫu gương sống đức tin để rồi mỗi người chúng ta học đòi bắt chước, và xin Thánh Giuse truyền cầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta cũng biết mỗi ngày nhìn ngắm Ngài như đấng bảo trợ của dân họ Ngô Khê, cho mỗi người chúng ta
những ơn lành cần thiết từ Thiên Chúa, giúp chúng ta sống đức tin và làm chứng cho Chúa trên trong môi trường sống của mình. Với tất cả những tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng sốt sắng tham dự thánh lễ khi chúng ta ý thức thân phận tội lỗi hèn yếu của chúng ta để xin Chúa thứ tha và rủ lòng xót thương. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Trên các tầng trời, chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa tạo thành trời đất, Chúa đã muốn cho con người lao động để tiếp tục công trình của Chúa. Xin nhậm lời thánh cả Giuse truyền cầu cho chúng con biết noi gương người để lại là chu toàn nhiệm vụ Chúa đã trao phó, hầu được hưởng niềm vui Chúa đã hứa cho người tôi tớ trung thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
sinh sôi nảy nở thật nhiều và thống trị mặt đất. Bài trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa phán: Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ: Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Thiên Chúa phán: Đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy, Thiên Chúa thấy mọi sự người làm ra quả là rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ sáu. Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc người làm. Khi làm xong mọi công việc của người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó. Vì ngày đó người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của người. Đó là lời Chúa. Thank you.
Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-se. Thưa anh em, trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em. Vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Bất cứ làm việc gì hay làm tận tâm như thể làm cho Chúa chứ không phải cho người đời. Vì biết rằng anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban là gia nghiệp dành cho dân người. Đức Kitô là chủ, anh em hãy phục vụ người. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Ông Gia-cóp sinh ông Giu-se, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giê-su, cũng gọi là Đấng Ki-tô. Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô. Bà Maria, mẹ người, đã thành hôn với ông Giu-se, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong ba ngày vừa qua tại giáo xứ Ngô Khê ngập đầy niềm vui và ơn thánh của Chúa, với nhiều hoạt động vừa mang tính tôn giáo nhưng cũng thấm đẫm những nét văn hóa. Chúng ta có thánh lễ ở vườn thánh
để cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ và những bậc tiền bối đã ra đi trước chúng ta trong đức tin. Rồi có những buổi gặp gỡ, giao lưu văn hóa, rồi có những cuộc rước kính Đức Mẹ, kính Thánh Giuse, rồi có những sinh hoạt khác xen lẫn vào đấy. Và rồi sáng hôm nay chúng ta lại có thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Giuse Thợ là bảo trợ của giáo xứ. Qua những ngày này thì cũng biết là mọi người có nhớ cái chủ đề mà cha xứ và ban tổ chức đã chọn cho cái cuộc gặp gỡ đồng hương Ngô Khê năm nay, không biết mọi người có nhớ là cái gì không? Có nhớ là gì không? Gì thế? Đón nhau về nhà, có phải không? Chắc là phải cho một tràng pháo tay để cảm ơn cha xứ vì cái khẩu hiệu về cái chủ đề. Không phải là chọn cái vỗ tay để mà khen cha tài giỏi, nhưng mà bởi để khích lệ cha vì cái câu chủ đề ấy nó vừa thấm đẫm nét văn hóa nhưng mà nó cũng thấm đẫm nét đức tin. Thế thì đón nhau về nhà xét phương diện văn hóa thì nó muốn nói cái gì? Muốn nói rằng người mẹ Ngô Khê trong những ngày này dang rộng vòng tay đón nhận các con cái của mình, không phải chỉ là những người đang sống ở trong giáo xứ Ngô Khê hay là những người đang sống trong giáo phận Bắc Ninh, nhưng một cách rõ nét hơn là tất cả quý cha, quý ông bà, anh chị em từ khắp các nơi ở trong Việt Nam này đi về để sống lại cái tình con thảo của mình đối với người mẹ Ngô Khê thân yêu. Trong những ngày qua chắc chắn chúng ta đã gặp gỡ nhau, trao đổi với nhau, chia sẻ với nhau để kể cho nhau nghe về cốt cách của cái người Ngô Khê như là một nét văn hóa mà chúng ta, cha ông chúng ta đang cố gắng để xây dựng, cha ông chúng ta đã cố gắng xây dựng và hôm nay tất cả mọi người cũng đang chung tay để vun trồng cho nó mỗi ngày một rõ nét hơn. Kính thưa cộng đoàn, nhìn trong lăng kính của lịch sử giáo phận Bắc Ninh thì thực sự giáo xứ Ngô Khê chưa có thành lập lâu, không phải là một trong những cái giáo xứ mà được thành lập xa xưa và lâu đời, nhưng mà giáo xứ Ngô Khê đã để lại trong lịch sử của giáo phận Bắc Ninh một truyền thống thật là đáng ngưỡng mộ đó. Thực sự là nói như thế, không phải chỉ là đông các cha đâu, mà còn là một nơi rất gắn bó với nhà thờ chính tòa giáo phận và là một nơi hỗ trợ rất nhiều trong tất cả mọi sinh hoạt của tòa giáo mục cũng như là nhà thờ chính tòa Bắc Ninh trong đặc biệt những lúc khó khăn. Cha quản hạt Đức Trọng đang có mặt ở đây dù đã 81 tuổi và 51 năm linh mục, nhưng mà quý ông bà anh chị em xem nhé, già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả tràn đầy nhựa sống cành lá xanh rờn đó. Quý ông bà anh chị em có thấy vậy không? Ê, chúng ta khích lệ. Cha giáo chữ Đa Minh, dòng Đa Minh là em của ngài cũng thế, cũng vẫn rất nhanh nhẹn, dù tuổi cũng khá lớn nhưng mà nhanh nhẹn và nhiệt thành với tất cả những công việc mà được ủy thác. Cha bác hiểu mà mọi người ở đây rất là thân quen và vẫn gọi ngài như thế. Hôm nay tiếc ngài bị sức khỏe nó không tốt cho nên không có mặt ở đây, nhưng mà có thể nói cha bác hiểu là một trong những chứng nhân đức tin, những thế hệ linh mục của giáo phận Bắc Ninh mà phải đối diện với những giai đoạn rất khó khăn và trung tín với đức tin. Chắc là những ông bà anh chị em lớn tuổi thì ở Ngô Khê thì cũng đã hiểu cái chuyện đấy. Cha bác hiểu ở đây rất là lâu năm, âm thầm thôi, nhưng mà trung tín với Chúa và nhiệt thành với sứ mạng Chúa ủy thác cho. Không chỉ có những bậc cây đa cây đề mà chúng ta vừa nói đến một vài vị rất là đáng kính của dân họ Ngô Khê, còn nhiều người nó khác nối tiếp nhau.
các thế hệ, các cha trẻ tiếp nối vào đấy, các gì, các tu sĩ nam nữ dòng này chỗ khác tiếp nối vào đấy để xây dựng nên cái truyền thống ấy. Nhiều nhà có con đi tu, chẳng những một người mà hai người, ba người, có ông cố, bốn người con dâng mình cho Chúa. Không có mấy chỗ mà có được như thế. Một cái truyền thống nhiệt thành sống cái nét văn hóa, một cái truyền thống nhiệt thành sống đức tin. Mà không phải chỉ là sống văn hóa, sống đức tin và là giữ đạo hẳn hoi, sống đạo hẳn hoi, chơi cũng nhiệt thành. Thì chó Ngô Khê là nổi tiếng đấy. Xong rồi, lúc nào mình đánh bạc thì cũng đệ nhất, đâu có làm sao đâu. Mình đừng có đánh quanh năm thôi, lâu lâu thì cũng được. Mấy ngày lễ này đánh tí cho vui cũng được, đức cha cho mà, đâu có sao đâu. Đừng có đánh suốt tuần thôi. Chúng ta thấy sự nhiệt thành của chúng ta trong mọi chuyện như thế tạo nên cái cốt cách của người Ngô Khê, có phải không quý ông bà anh chị em, phải không? Phải đồng ý người Ngô Khê là thế không? Phải. Thưa cộng đoàn, trong những ngày này chúng ta, mẹ Ngô Khê của chúng ta dang rộng vòng tay đón nhận tất cả các con cái của mẹ về đây để ôn lại cái cốt cách của người Ngô Khê. Chỗ nào tốt đẹp chúng ta phát huy, chỗ nào còn cần phải sửa chữa chúng ta uốn nắn thay đổi. Người mẹ Ngô Khê mở rộng vòng tay đón các con, nắm tay các con, dẫn đưa các con về để sống quây quần bên người mẹ Ngô Khê này. Một hình ảnh rất đẹp về mặt văn hóa. Nhưng mà thưa cộng đoàn, chủ đề đón nhau về nhà không chỉ thấm đẫm một nét văn hóa của làng quê Ngô Khê, nhưng chủ đề dẫn nhau về nhà còn thấm đẫm một gợi mở từ đức tin, từ lời Chúa. Chúng ta vừa nghe bài Tin Mừng theo Thánh Matthew nói về một điều khác. Đức Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Thánh Giuse không biết. Nhưng mà ông Thánh Giuse cũng đã đưa tay để dẫn Đức Maria, đón Đức Maria về nhà như lời sứ thần đã vén mở cho ngài thánh ý của Thiên Chúa đó. Nếu mà xa đi, đi xa lâu lâu không về mà dẫn nhau về nhà thì dễ, tay bắt mặt mừng, có vấn đề gì cả. Bởi vì người Ngô Khê thì cũng là người Bắc Ninh, và là người Bắc Ninh thì vốn trọng chữ tình. Cái bài hát thế, người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình, người Bắc Ninh vốn trọng giao duyên, các bạn. Khách đến nhà là ca, khách uống trà là hát, khách đi xa thì giữ chẳng cho về, phải từ từ. Nếu mà chúng ta sống cái tương quan văn hóa như vậy, đi xa về dễ, không có khó gì. Nhưng mà cái tương quan của Chúa, của Thánh Giuse với Đức Mẹ không như thế. Cái tương quan ấy xét phương diện con người là nó bị gãy đổ. Bây giờ chưa có rước dâu gì đã mang thai như thế thì làm sao giải quyết vấn đề nào? Giờ quý ông bà anh chị em ở Ngô Khê mà sắp lấy vợ xong tự nhiên thấy vợ thấy chưa kịp rước dâu gì cả, thế xong là thấy cứ thấy bụng to thế thì có rước không? Các ông có rước không? Có rước không? Nhất định không chứ, không rước nhé, nhất định không rước nhé. Không rước. Nhưng mà chúng ta xem thưa cộng đoàn, thực sự xét trong diện con người, ông Thánh Giuse cũng không muốn rước đâu. Nhưng mà với thánh ý của Chúa, Thánh Giuse đưa vợ về nhà mình, dẫn nhau về nhà. Đấy không phải chỉ là một nét văn hóa, mà đấy là một hành vi đức tin. Khi mà cái tương quan của chúng ta với nhau nó có vấn đề, không dễ mà dẫn nhau về nhà đâu, đón nhau về nhà đâu, không dễ. Ngay cả trong tương quan của gia đình chúng ta hôm nay, tương quan vợ chồng, tương quan cha mẹ, con cái, anh chị em với nhau, ở trong gia đình, ở trong xứ họ, khi mà tương quan của chúng ta nó có vấn đề với nhau, xong rồi lại bảo là dẫn nhau về nhà, làm sao mà dẫn nhau về nhà, nó không đơn giản tí nào.
Nếu không có đức tin, Thánh Giuse không thể dẫn Đức Mẹ về nhà trong một tình trạng mà cái tương quan nhìn trong lăng kính con người đó bị gãy đổ như thế đâu, không có đâu. Cho nên thưa cộng đoàn, chủ đề dẫn nhau về nhà, đón nhau về nhà mà cha xứ và ban tổ chức đã chọn cho cái cuộc trong những ngày gặp gỡ đồng hương Ngô Khê hôm nay, nhắc nhớ chúng ta đến điều này. Chúng ta đón nhau về nhà trong cái tình trạng tương quan của chúng ta với nhau nó tốt đẹp thì đơn giản, cái đấy gọi là văn hóa. Nhưng mà nhìn trong lăng kính đức tin, đâu có phải tương quan của chúng ta lúc nào với nhau nó cũng tốt đẹp đâu. Trong bậc sống gia đình cũng vậy, trong tương quan của mọi người trong gia đình cũng thế, trong tương quan dân họ trong giáo xứ cũng thế, những người sống bậc tu trì cũng thế thôi à. Không phải lúc nào tương quan với nhau nó cũng tốt đẹp, nhưng những lúc ấy thật khó để mà đón nhau về nhà. Nhưng mà không phải điều ấy không có phải là không có nghĩa là không thể. Chúng ta vừa nghe một cái kinh nghiệm rất là rõ nét ở trong bài tin mừng mà Thánh Matthew vừa nói về câu chuyện Thánh Giuse và Đức Maria trong tư cách là vợ. Tương quan căng thẳng nhưng mà vẫn đón nhau về nhà. Tại sao vậy? Bởi vì hành vi ấy được đặt trên nền tảng của một đức tin mạnh mẽ. Đấy. Cho nên thưa cộng đoàn, cái chủ đề của những ngày gặp gỡ đồng hương Ngô Khê năm nay không chỉ nhắc nhớ chúng ta, khơi gợi lên những nét văn hóa đẹp, một truyền thống tốt đẹp, đáng tự hào của người dân Ngô Khê chúng ta, nhưng nhắc nhớ chúng ta đến một việc cố gắng đào sâu đức tin. Đào sâu đức tin, chịu khó sống đạo cho nó đàng hoàng hẳn hoi, tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích, đọc kinh tối sáng ở trong nhà, khơi gợi lên một cái đức tin ở trong lòng của mỗi người chúng ta, và nhất là cho con cháu chúng ta. Để làm gì? Để rủi mà có những lúc tương quan của chúng ta với nhau nó căng thẳng, nó không tốt đẹp, ngay cả cái tương quan mà gần gũi nhất là vợ chồng, cha mẹ, con cái, nhưng mà chúng ta vẫn vượt lên trên tất cả những cái căng thẳng đấy, sống với nhau cho nó an bình, sống với nhau cho nó hài hòa. Cái đấy thế gian thật khó để có thể làm được, thật khó để thế gian làm được. Nhưng chúng ta là những người con cái Chúa, con cái của Thánh Giuse, chúng ta noi gương bắt chước Ngài, giữ cái đức tin mà cha ông tiền bối đã để lại cho chúng ta, củng cố cái đức tin ấy, phát triển cái đức tin ấy cho mỗi người và cho con cháu chúng ta. Để rồi dù gia đình của chúng ta cũng không khác gì những gia đình khác không biết Chúa, là gặp sóng gió, có những lúc tương quan của chúng ta với nhau nó căng thẳng, nhưng không phải vì thế mà tương quan của chúng ta với nhau đứt đoạn và không bao giờ hàn gắn lại được. Không làm thế. Với một đức tin chắc chắn, mạnh mẽ, đặt nền tảng trên lời Chúa và các bí tích, chúng ta vượt qua những sóng gió để giữ cho cái tương quan của chúng ta mỗi ngày trong đời sống chẳng những nó tốt đẹp như hôm nay mà nó còn tốt đẹp hơn nữa. Đấy mới là thực sự cốt cách của người dân Kitô giáo Ngô Khê đấy. Quý ông bà anh chị em có nghĩ là điều đấy có phải là cốt cách của người Ngô Khê không? Phải không? Phải. Cho chàng pháo tay để khích lệ cái cốt cách ấy đi. Cho nên thưa cộng đoàn, những ngày gặp gỡ đồng hương Ngô Khê hôm nay vừa mang một nét rất văn hóa nhưng cũng mang một nét rất đức tin, rất là tin mừng. Chúng ta dâng thánh lễ hôm nay xin Chúa, xin tạ ơn Chúa vì tất cả những gì Chúa đã ban cho người dân Ngô Khê từ khi có đức tin cho đến hôm nay. Xin cho chúng ta biết phát huy những cái nét văn hóa cho nó tích cực, nhưng mà trên tất cả mọi cái, xin cho mỗi người, mỗi gia đình ở trong giáo xứ Ngô Khê biết đào sâu đức tin, sống lời Chúa, củng cố đức tin, phát triển đức tin của mình, để dù có phải gặp những khó khăn, tương quan có thể có những tổn thương trong đời sống gia đình cũng như trong đời sống dân họ, nhưng mà chúng ta vẫn không làm cho những tương quan đấy bị gãy đổ như những người khác không biết Chúa. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta và ban cho chúng ta những ơn cần thiết để khởi đi từ những nét đẹp của văn hóa và những nét đẹp của đức tin trong giáo xứ Ngô Khê này. Mỗi người chúng ta cộng tác với ơn thánh của Chúa, làm cho những nét đẹp ấy được phát triển mãi, rạng rỡ mãi, và làm cho truyền thống ấy mỗi ngày, mỗi tốt đẹp trước mặt Chúa và trước mặt tất cả mọi người.
Xin Chúa chúc lành và ban những ơn cần thiết cho chúng ta, giúp chúng ta sống điều ấy, khởi đầu từ hôm nay trong những ngày tháng sắp tới. Amen. Anh chị em thân mến, Thánh Giuse là gương mẫu của những người lao động chân chính và cũng là gương mẫu cho các gia trưởng trong ngày lễ kính Thánh Giuse Thợ, bổn mạng giáo xứ chúng ta hôm nay. Hợp cùng toàn thể hội thánh, chúng ta dâng lên Thiên Chúa qua sự bảo trợ của Thánh cả Giuse những lời nguyện chân thành. Qua bí tích sửa tội, Chúa Kitô đã liên kết tất cả những ai theo Chúa vào giáo hội của Người. Trong đó Người là đầu và mọi người là chi thể. Vì thế mọi thành phần trong hội thánh đều có nhiệm vụ xây dựng và phát triển hội thánh. Xin cho mọi người trong giáo xứ biết noi gương Thánh Giuse, cùng nhau xây dựng giáo xứ ngày càng hợp nhất và dấn thân trong tình liên đới với mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Theo gương Thánh Giuse, người phục vụ gia đình Chúa luôn sống khiêm tốn, hiền hòa và công chính. Xin cho các thành viên trong giáo xứ chúng ta, cũng như tất cả những ai đang làm việc tông đồ, luôn có tinh thần hòa đồng và tương trợ lẫn nhau để có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh và mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nâng đời chúng con. Thánh Giuse luôn lắng nghe tiếng Chúa để xây dựng hạnh phúc gia đình. Chúng ta hiệp lời cầu, xin Người chuyển cầu cho cùng Chúa, ban cho mỗi thành viên trong giáo xứ chúng ta, trong Nam, ngoài Bắc cũng như hải ngoại, luôn vượt qua mọi sóng gió, phát triển không ngừng về đời sống, đức tin và công việc hàng ngày, để mỗi người luôn biết vui sống đức tin và giữ gìn truyền thống đức tin của cha ông mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đường lối của Chúa khác với những suy nghĩ của con người. Sau khi tỉnh giấc, Thánh Giuse luôn làm theo ý Chúa. Cách cụ thể là Thánh Giuse đón Đức Maria về nhà mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, đặc biệt là các bậc gia trưởng, biết noi gương Thánh Giuse, luôn vâng theo thánh ý Chúa, đón nhận nhau trong cuộc đời của mình, dù nhiều lúc không hiểu được ý định nhiệm màu của Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cùng hiệp thông với các ý chỉ trong thánh lễ hôm nay, gia đình xin tạ ơn, xin cầu nguyện cho ông bà tổ tiên, xin cho thêm có con, xin bình an và xin tạ ơn Chúa cho làng Ngô Khê. Cầu nguyện cho cụ tổ Giuse Nguyễn Văn Cần, linh hồn Giuse Nguyễn Văn Bái mới qua đời và các linh hồn tiên nhân. Lạy Chúa, Thánh Giuse là gương mẫu tuyệt hảo về đời sống đức tin, đức cậy và đức mến, cũng như việc lao động cần cù. Xin cho mỗi người trong giáo xứ chúng con biết noi gương Người, luôn sống đơn sơ, khiêm nhường, chăm chỉ làm việc và sống lời Chúa. Nhờ đó chúng con xây dựng được hạnh phúc giáo xứ và gia đình của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và lưu linh cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa là nguồn mạch lòng thương xót, xin đoái nhìn lễ vật chúng con dâng trước thánh nhan nhân ngày lễ thánh Giuse thờ. Chúng con khẩn khoản này xin Chúa cho của lễ này trợ giúp chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ kính Thánh Giuse hôm nay, chúng con cùng tung hô chúc tụng và ca ngợi Cha. Thánh Giuse là người công chính, Cha đã cho kết bạn với Đức Trinh Nữ Mẹ Chúa Trời. Thánh nhân là tôi tớ trung tín và khôn ngoan, Cha đã trao phó thánh gia cho người coi sóc, để người thay quyền Cha gìn giữ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, là con một Cha đã nhập thể bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Vì thế toàn thể triều thần thiên quốc cùng ca ngợi, tôn thờ, kính sợ và hân hoan chúc tụng Cha uy linh. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa.
Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Cosma, Đức Giám Mục Phó Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Thank you.
trôi như xuân tươi, gieo muôn làn hương mới, lòng mong ước suốt đời theo Ngài về khắp cánh đồng xa, để cuộc sống mai nở hoa. Ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy lương thực bởi trời nuôi dưỡng chúng con. Xin dạy chúng con biết noi gương Thánh Giuse để lại, mà làm chứng về đức ái Chúa đã đổ xuống tâm hồn chúng con. Nhờ đó chúng con sẽ được hưởng bình an mãi mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Con xin kính mời Đức Cha, quý cha và quý cộng đoàn an tọa. Con xin mời cha xứ Đa Minh, đại diện giáo xứ lên có lời cảm ơn Đức Cha, quý cha và cộng đoàn. Vâng, trong tâm tình của cái khẩu hiệu đón nhau về nhà, nên thay vì thường là kính thưa Đức cha, quý nam nữ tu sĩ, quý khách, quý ông bà anh chị em, thì hôm nay con xin được kính thưa bằng một câu, xin kính thưa cả nhà. Và cả nhà thấy hôm nay nó ấm áp lên chưa? Vâng, nó ấm áp là bởi vì người ta có câu là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Hôm nay chính chúng ta về đây đã làm cho cái bầu khí của nhà Ngô Khê được ấm áp lên. Và để thể hiện cái tình nghĩa đó, chúng ta có thể quạt mát cho nhau được. Trước hết thì chúng con xin cảm ơn Đức cha, quý tu sĩ và quý khách đã đem cái niềm vui, đem đến cái tình nghĩa cho nhà Ngô Khê của chúng con. Sự hiện diện của Đức cha, quý tu sĩ, quý ông bà anh chị em, quý khách, nó thể hiện cái sự quý mến, sự nặng tình, nặng nghĩa dành cho Ngô Khê của chúng con. Chúng con xin cảm ơn. Việc tiếp đến đối với Ngô Khê thì có lẽ con xin dùng cái chữ cảm phục. Cảm phục tất cả bà con Ngô Khê ngoài Bắc trong Nam đã coi cái dịp này, những cái dịp lễ hội ngộ đồng hương của chúng ta đây là cái công việc của nhà. Thấy cơm thì ăn, thấy việc thì làm, việc của nhà mình, nên đã mọi người đồng tâm nhất trí, dồn hết sức lực, tài chính, tiền bạc, công sức để phục vụ việc nhà của chúng ta. Và trong đó thì như Phúc Âm nói, cũng có những cá nhân đoàn thể theo kiểu là làm phúc tay phải không cho tay trái biết, như là những ban trật tự, ban cấp dưỡng, ban an ninh, ban vệ sinh. Tuy nhiên có những ban cho dù khiêm tốn mấy đi chăng nữa thì cũng làm phúc cho tay phải thì vẫn phải cho cả tay trái và cho cả những người khác biết. Nếu mà không biết những cái tay này chắc cũng không có được. Đó là đoàn trống, đoàn kèn, ca đoàn, ban văn nghệ. Đặc biệt là ban văn nghệ,
Có thể nói mới thấy được cả Ngô Khê, thấy qua mấy đêm là Ngô Khê là quê văn nghệ. Từ già đến trẻ, con trai, con gái, con dâu, con rể là ai cũng biết múa, biết hát cả. Nên xin cảm ơn tất cả các cá nhân hội đoàn đã phục vụ cái thánh lễ hôm nay. Và có lẽ dù có ca đoàn hát hay đến mấy, văn nghệ biểu diễn tốt đến mấy đi chăng nữa, Đức Cha giảng hay đến mấy chăng nữa, mà không có âm thanh thì chúng ta có nghe được không ạ? Cũng không nghe được. Nên đặc biệt là cảm ơn ban âm thanh, cảm ơn gia đình cụ xứ đã tài trợ cho âm thanh của buổi lễ hôm nay. Và một cái điều nữa, ngày hôm nay, hai ngày vừa rồi thì trời mát mẻ, ngày hôm nay thì bắt đầu nóng ấm lên. Thế nên có lẽ cũng phải cảm ơn cái ban dù, cái ban căng dù, cái ban căng giạp đã cho chúng ta như là một mái nhà mát mẻ để chúng ta ngồi dự lễ. Nếu mà kể các đoàn hội, kể các cá nhân, kể các gia đình mà phục vụ, mà công đức thì có lẽ nó cũng đến chiều chả hết. Thôi thì cuối cùng cũng xin là cảm ơn cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà. Và hôm nay chúng ta nói đến Thánh Giuse, Thánh Quan Thầy của Ngô Khê. Thì ngoài Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse Thợ, chúng ta còn có Thánh Giuse sống động đây. Đó là Đức Cha Giuse của chúng ta. Rồi là quý cha, cũng rất nhiều quý cha mang tên Thánh Giuse, cũng rất nhiều quý ông mang tên Thánh Giuse. Cũng xin cả công đoàn chúc mừng Quan Thầy, Đức Cha, quý cha và nhiều các ông mang tên Thánh Giuse. Và để tỏ lòng biết ơn Đức Cha và cầu chúc cho Đức Cha cũng như Thánh Giuse luôn luôn mở rộng vòng tay, mở rộng trái tim, đón cả gia đình giáo phận chúng con vào trong lòng, trong trái tim của Ngài. Giờ đây chúng con có bó hoa, có chút quà để chúc mừng, để dâng tặng cảm ơn Đức Cha. Xin công đoàn nổ một tràng pháo tay tạm tròn giá, cảm ơn Đức Cha. Và cũng trong tinh thần nhà, gia đình, thì một đằng gia đình thì cả nhà hết sức quý mến nhau, một đằng khác thì gia đình cũng dễ xí xóa bỏ qua cho nhau. Thế cho nên ban tổ chức cũng như Ngô Khê chúng con đã cố gắng hết sức, nhưng vì khả năng có hạn nên có những điều gì thiếu sót thì cũng xin quý khách trong tinh thần người nhà xí xóa bỏ qua cho nhau cho chúng con. Và sau lễ thì chúng con cũng xin mời Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ, quý khách, nói chung là mời cả nhà sau lễ thì sẽ về bên khu vực nhà xứ để chúng ta dùng bữa cơm, cũng là bữa cơm gia đình, bữa cơm nhà. Như người ta nói là anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà chấm tương, hay là dâu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Nên cỗ của chúng con không ngon, nhưng chắc chắn tình nghĩa của chúng con sẽ làm cho cả nhà có một bữa mừng lễ thật là ngon. Chúng con xin kính mời. Cộng đoàn chúng con xin Đức Cha tâm tình thêm với cộng đoàn chúng con ạ. Cộng đoàn có đồng ý không ạ? Chả biết là Đức Cha giảng có nhớ gì không? Có nhớ có mỗi chỗ đánh bạc. Xin có lẽ là cũng không phải nói gì, cũng không có nghĩ là phải nói cái gì hơn nữa, bởi vì trong những ngày vừa qua cha xứ và ban tổ chức đã thiết kế một cái chương trình rất là tốt đẹp cho cái cuộc gặp gỡ đồng hương Ngô Khê năm nay. Chỉ xin có một tâm tình nhỏ nhỏ như thế này, có lẽ đây cũng là một tâm tình mà Đức Cha đã ủy thác cho cha xứ Đa Minh trong tư cách là cha xứ ở giáo xứ. Đó là chúng ta thấy cái công trình nhà giáo lý, nhà mục vụ của giáo xứ đang được thực hiện ở cái góc đằng kia cũng đã gần lên hoàn tất rồi. Tuy nhiên
chúng ta vẫn được mời gọi để tiếp tục cộng tác với cha cách này cách khác để giúp cho cái công trình nhà xứ đây cho nó được hoàn tất một cách tốt đẹp. Chắc là hôm nào xong rồi thì cha xứ chắc mời đồng hương Ngô Khê và chúng em cũng về được bữa chứ phải không nhỉ? Xin cùng với Đức Cha Chính Giáo Phận gửi lời chia vui và cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho giáo xứ Ngô Khê trong thời gian sống đức tin sắp tới, và hy vọng rằng cụ thể là cái công trình nhà xứ trong một tương lai gần cũng sẽ được hoàn tất một cách tốt đẹp trong tình yêu, bình an và ân sủng của Chúa, và cũng coi đó như là một cái công trình để diễn tả cái bầu khí hiệp hành của giáo xứ, như là cha xứ vừa nói, cả nhà chúng ta chung tay vào thì chắc chắn công trình sẽ sớm được hoàn tất một cách tốt đẹp. Xin cảm ơn và cầu chúc. Mời cộng đoàn đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Sau thánh lễ, cộng đoàn chúng con xin kính mời Đức Cha, quý nam nữ tu sĩ, quý khách và cộng đoàn về nhà Đa Lăng tham dự tiệc với giáo xứ chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng con xin kính mời Đức Cha và các cộng đoàn quý cha chụp hình lưu niệm cùng giáo xứ chúng con ạ. Vâng. Chúng con xin kính mời Đức Cha, quý cha và cộng đoàn chụp hình lưu niệm.
đời chung chinh qua bao gian khổ hy sinh, dù xem một niềm cây tim.